này anh thích. Đi vô, em cho anh coi. Đâu? Nè, thấy không? Anh chỉ em mua ổ khóa này đúng không? Đúng rồi, ổ khóa Việt Tiệp, đúng rồi. Rồi sao? Trời ơi, Việt Tiệp có con khỉ gì đâu, ông trời, bây giờ nó tinh quý sợ luôn. Em phá trong nhà nó cắt nó tìm. Trời ơi, nó cắt được luôn á trời. Bởi vậy á là bây giờ á là biết sao, hiện tại bây giờ ăn trộm rất là nhiều. Thì đó, xã hội kinh tế khó khăn, nó người ta làm công chuyện khó, bây giờ người ta đi qua ăn trộm. Bởi vậy nghe con bà ta nói không, con ơi hãy nhớ lấy lời, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Đó, đi ăn trộm đi cho sướng, chứ mắc cỡ gì đi làm chi. Nhưng mà bây giờ khổ quá trời khổ rồi. À, nói chung á là mình á là ở ngoài, nếu mà ban ngày á, ban ngày thì mình á đi đâu mình phá ở ngoài như vậy nè, thì bình thường thí dụ mình có muốn im hơn á thì mình phá thêm cái nữa đó, hoặc là như mua những cái ổ phá mà nó úp lại luôn á đó. Nhưng mà ban đêm đó, ban đêm mới quan trọng nha. À, thí dụ mà ổ phá mà nó úp lại vậy, nhưng ban đêm á là ăn trộm nó sẽ vô, nó sẽ nhìn thấy được cái phen nè. Bởi vậy bây giờ em vô trong em phá lại thử rồi, rồi anh lý do tại sao mà ăn trộm nó cắt được cái ổ phá khi mình đi ngủ đó. Ăn trộm ngày bây giờ nó ít lắm, ăn trộm ngày chủ yếu ăn trộm giặt không à, ban đêm nó vô nó mới gom dữ. Thôi rồi bây giờ phá lại. Giờ là đến đó. Bây giờ cứ phá lại. Đây đây đây, để cho Liên Ngô móc lại rồi mình chỉ cho cả nhà coi cái điểm. Đó, tại sao mà ăn trộm nó cưa được nha cả nhà. Rồi phá lại chưa? Rồi ok. Rồi ok, bây giờ cả nhà nhìn nè. Đây, đó. Cả nhà thấy không? Đây đây đây, lại lại nhìn cái ổ nè. Đó, đây nè, cả nhà thấy không? Thấy nè, thấy đây, nhìn kỹ vô. Đây. Thấy tay em không? Thấy không? Không không. Chớ thấy được cổ phá này cả nhà thấy không, thì người ta sẽ nói là một là đưa cưa đưa này vô, nó đưa cây cưa sắt cây cưa gì là cắt được này thấy không. Ê, tại vì cái ổ phá là cái dòng nó bự nó nên á là nó sẽ tạo được cái độ hở, mình muốn làm sao mà nó không có cưa được thì mình sẽ phá sao mà chỗ khích lại gì luôn nè, khích vậy thì đâu đưa vô được đó đúng không. Bây giờ bà ly ra đây nè, không có hết phòng tại giờ ngồi em chấm hết rồi. À, đây nha cả nhà. À, thấy là lấy là tại sao cái nguyên nhân của nó là nó mở được. Đây phá lại nè, à, nó sẽ kiếm độ nó khều nhẹ ổ phá nè, nó đẩy ra nè, đây nè ổ phá nè là nó hở nè cả nhà thấy không, nè nó hở mình muốn chui vô được luôn nè. Đây đút lưỡi cưa vô được, đây nè, đút lưỡi cưa vô được, đút lưỡi cưa vô được, đây đút được nè, đút thoải mái luôn thấy không đó. Qua những cái cửa sắt bây giờ là mình á là phải phá hai cái, thường thường phá ở trên rồi ở dưới nè. Đây thấy không, lấy cây xeo ra một cái là có thể là chui vô, hoặc là lòn tay lấy cây sắt cái gì đó đưa vô là móc là rồi mở được ổ phá luôn. À, bởi vì anh để chỉ cho một cái mẹo nè là không bao giờ mà ăn trộm mà mở được cái vụ này, chỉ bằng một con ốc thôi. Bây giờ anh làm đi mua giùm em con ốc, nó đi qua bên bệnh mua là con ốc là được rồi. À, con bù lon á, con bù lon cho nó bự bự luôn nè. À, bằng ngón tay nè đó. À, bằng ngón tay nữa là được. Ê, mình nó là muốn mà chống trộm một cách tuyệt đối là phá trong nó mà không hở được cửa luôn. Dạ. À, mình sử dụng con ốc nha. À, con ốc gì nè cả nhà, mua con ốc này nói chung chừng 1.000-2.000 à, nó nhầm chỗ người ta cho không luôn nữa. Đây một con ốc cầm, mình sử dụng thêm một cọng dây nha cả nhà. Đây anh lên cầm cọng dây, em cắt cọng dây này. Đây cắt cọng dây, cọng dây ni lông, cọng dây gì cũng được, có cọng dây là được nha. Cái mẹo này anh chỉ biết bao nhiêu người đó, bây giờ mà chống trộm trong cái buổi mà mùa Tết à. À, rất là nhiều người nè, ta cần, tại vì mình đi làm cực khổ nguyên một năm gom góp biết nhiêu tiền, tự nhiên ăn trộm nó lấy, nó thấy uổng không? Uổng sao uổng? Trời ơi, tưởng bà Ly nó không uổng nữa. Rồi ok, đó, mình sẽ cột làm sao nó có nghĩa là mình cột dính con ốc lại được à? Đó, đây, cột mối lại nha cả nhà. Đó. Rồi đường ốc vô, à, con ốc á thì mình cột tuốt ở trong luôn nha cả nhà. Đây, nè cột khít vô đây luôn. À. Rồi đó, vậy là ok. À, thì á là mình á là ăn trộm mà thấy ăn trộm nó ở ngoài rồi đó, cái mình lấy cái con ốc nè mình xây con bùa lon vô nó, mình lấy về mình đặt vô cái đầu nó thiệt luôn. Ừ, là cuộc đời nó sẽ không bao giờ dám đi ăn trộm nữa. Kịp à. À, thì mình là lấy tay quẳng nè nó thấy không, như anh đang ăn trộm thì đập bùm đó là mẻ cái đầu rồi, đâu có đi ăn trộm được. Nó chơi chứ mình sử dụng con bùa lon để mình phá nha cả nhà. Đây tại sao mà anh kêu á là sử dụng con bùa lon phá, thường thường nếu mình mà phá cái ổ phá như nè đó thì mình sẽ là nó sẽ hở cái cửa ra được, tạo cái độ hở rất là lớn nè, thấy không, đây nè thấy không, đây, muốn lọt cái lỗ tai luôn thấy không đó. Nhưng mà mình sử dụng cái con bùa lon nè đó, mình sẽ cọt vô một bên nè cả nhà. Đây thí dụ mình cọt đỡ bên này đi đó, rồi ok mình cọt một bên mở con bùa lon ra đó, xong đút vô đó, dính cửa khích lại rồi dặn vô đây. Rồi á, thử mở cửa ơi. Đố thằng ăn trộm nào mở được.
gị đây. Đây, gị cỡ nào gị không có được ra cái kẽ hở nha cả nhà. Thấy không? Nó khích lại, đúng rồi, nó sẽ khích lại thì ăn chậm nó sẽ không có mà gọi là đưa cái lưỡi cưa vô mà cắt được cả nhà. Vậy nè, rồi sao được? Nó khích gịch nè. Mình muốn cho ăn thì ở dưới con, ở trên con. Thì thí dụ mình phá xong á, nó phá xong mình gỡ này ra nè. Đó, rồi xong. Đó, mình gắn vô lại. Đây, đó, rồi đó mình treo ra đi. Chừng nào mà ví dụ mà mình có ngủ á, thì mình phá lại nó thôi. Dạ, đó rồi. Bây giờ Liên Ngô phá ở trong đi để cho cả nhà coi là trước khi mà có con ốc và sau khi có con ốc nó như thế nào nha. Đây. Rồi bây giờ bà Liên mở cửa đi. Mới đầu phá một cái ổ phá thôi nha. Dạ, chút dạ, xíu cái mình kêu dặn ốc là cả nhà nhìn biết là biết tại sao là ăn chạm mở không được. Dặn con ốc nó khích hơn. Đúng rồi. Rồi ok. Mở ra nè. Nè cầm con ốc nè. Rồi. Giờ mình kéo lại nè, đó, giờ phá đi. Rồi, móc ổ phá vô nè. Rồi chưa? Chưa. Đó. Không phá con ơi, phá ở trên thôi, khỏi dặn ốc vô. Rồi, em phá rồi. Rồi. Okay. Đây cả nhà nè, nhìn thấy hở không? Hở nè. Đây bây giờ cả nhà lại đây nè, dịn đi nè. Nhìn đây nè, nhìn đây nè, nhìn đây nè. Đó, nhìn kỹ vô nè. Thấy không? Thấy cái rõ ràng là cái ổ phá không? Người ta còn biết hiệu ổ phá gì để người ta mở luôn nữa. Ta có thể lòn tay người ta mở hoặc là ta lấy cái cưa, ta cưa vô lỗ này cũng được. Nhưng mà sau khi mà dặn ốc lại Liên không? Dạ. Đó, sau khi dặn ốc lại. Rồi chưa? Rồi. Rồi, đó, thì ra cả nhà nè, nhìn nè. Không mở ra được đây. Đâu có đưa cái gì ra được nè, nó cứng nhắc nè. Thí dụ mà cho dù có cưa được ở đây rồi nữa thì nó vẫn còn ở đây nè. Đây, nhìn nó sẽ không thấy luôn. Đó, đây nó rất là cứng, nó rất là khít cái nhà mình lại. Tạo làm sao mà anh chọn là nó khẽ không cạo ra được cái hở thì nó đâu vô nhà mình được. Thấy cả nhà thấy hay chưa? Đó, bây giờ anh lên lấy cầm chị em cột ngoài này nè, cái là bà lìa trong nhà luôn á. Cả nhà mình thấy mẹo mình có hay quá đó thì nhớ bấm like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mình con ốc á, mở ra Liên Ngô ơi. Dạ. Ừ, con ốc á thì mình á là rất là dễ quên nha. Thường thường mấy con ốc này rất là dễ quên, đâu con ốc rồi. Đây. Con ốc thường thường á là mình dễ quên lắm nên nó mình kêu cả nhà mình nè là có cọng dây đây à, mở ra rồi dặn con ốc này vô nè, cột vô này nè. À, hiểu rồi. Vậy ở trong em thấy là dặn hai con luôn á, nó khích hơn đó. Đúng rồi đó, nếu mà được á thì mình dặn hai con rồi. Luôn ở dưới con trên con không cần mặc ổ khóa. Ừ, cái ổ khóa là nó cái vòng nè, cái vòng nó bự nên nó nè đây cô phá cái độ hở nó ba lớn nè, tạo điều kiện cho người ta đút cái này đút nọ vô người ta mở. Ừ. Đó. Thì giờ mua thêm con nữa đỡ tốn tiền ổ phá đâu, đi đâu á mình ha mà phá ổ phá đó. Đúng rồi. Đây thấy không đó. Rồi ok, đóng cửa lại phá, mua thêm cái ổ phá phá ngoài nữa là được rồi. Nhớ đi ngủ hả, phá con ốc nhà ở ngoài, nhớ phá ổ phá nha, phá con ốc luôn là mắc hết đồ đó.